Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Brighton chốt giá bán Mitoma cho Man United. Ten Hag gợi ý về vai trò mới của McTominay tại MU. MU đưa Kate Fusakubo vào tầm ngắm. Harry Maguire mùa giải giờ mới bắt đầu. Brighton chốt giá bán Mitoma cho Man United. Nguồn tin từ Football Insider khẳng định là Brighton thực chất đã sẵn sàng nói lời chia tay với ngôi sao người Nhật Bản. Theo tiết lộ từ Football Insider, dù có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Kaoru Mitoma, Brighton vẫn sẽ chấp nhận chia tay ngôi sao người Nhật Bản nếu mức phí 70 triệu bảng mà họ yêu cầu được đáp ứng. Nguồn tin trên cho hay, Brighton sẽ xem xét những lời đề nghị dành cho ngôi sao Kaoru Mitoma, ngay cả khi cậu ấy đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới. Sehgun rất sẵn lòng để các cầu thủ rời đi nếu mức định giá của họ được các câu lạc bộ quan tâm đáp ứng, điển hình như trường hợp của Moise Caicedo, Alexis McAllister và Ben White trong những năm gần đây. Brighton không sẵn sàng đưa tiểu khoản giải phóng hợp đồng và thỏa thuận mới của Mitoma, nhưng một nguồn tin uy tín tiết lộ với Football Insider rằng tuyển thủ Nhật Bản hiện được định giá 70 triệu bảng. MU và Chelsea được cho đã thường xuyên theo dõi cầu thủ chạy cánh này thi đấu kể từ khi cậu ấy đột phá tại Premier League mùa trước. Trước đó, Ten Hag đưa tin cả Man United lẫn Man City đều có kế hoạch chiêu mộ Mitoma trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Ten Hag gợi ý về vai trò mới của McTominay tại MU. Huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag gợi ý về vai trò mới cho siêu dự bị Scott McTominay sau khi kỳ tích lội ngược dòng của Man United. Scott McTominay vào sân từ bàn ghế dự bị ở phút 87 và ngay lập tức tạo nên hiệu quả to lớn với hai pha lập công phút bù giờ 90+3 và 90+7, giúp Man đỏ ngược dòng khó tin hạ Brentford 2-1 ở vòng 8 Premier League trên sân nhà Old Trafford. Người hâm mộ Man đỏ có thể sớm thấy Scott McTominay trong vai trò tấn công nhiều hơn sau khi anh ta hóa người hùng với chỉ 10 phút có mặt ở trên sân. MU có màn trình diễn tệ hại thứ 3 liên tiếp trên sân nhà Old Trafford. Sau đó thì McTominay vào sân thay người giải cứu chiếc ghế của ông thầy Ten Hag. Trong các chuyên gia có thể cho rằng trận thắng muộn của MU chỉ đơn giản là che đậy những bất ổn tại Old Trafford, thì người hâm mộ đã nhận được lời nhắc nhở kịp thời về khả năng ghi bàn siêu hạng của McTominay, người đá sở trường ở vị trí tiền vệ trụ. Đáng chú ý là trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, MU từng muốn bán Scott McTominay cho West Ham, nhưng West Ham chỉ trả tối đa 35 triệu bảng Anh, còn MU muốn 40 triệu bảng mới bán tiền vệ người Scotland. Scott McTominay chủ yếu ngồi dự bị tại MU mùa này. Trong bối cảnh Ten Hag đã có sự phục vụ của Mason Mount, nhưng khi trở về đội tuyển Scotland đá vào loại Euro, McTominay thường xuyên ghi bàn. Và sau khi anh ghi hai bàn vào lưới Brentford, nhiều người tự hỏi liệu Ten Hag có nên trao cơ hội cho tiền vệ 26 tuổi này đá tiền đạo. Khi được truyền thông yêu cầu bình luận về vấn đề này, Ten Hag của MU chia sẻ: "Vâng, tất nhiên rồi, đó là lý do tại sao mà Scott McTominay ở đây. Cậu ấy là một trong những cầu thủ tiền vệ của chúng tôi. Vâng, cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt ở các vị trí khác nhau. Bạn thấy rồi." Trước Burnley, Scott McTominay thi đấu và lẽ ra cậu ấy phải thi đấu với Crystal Palace, nhưng sau đó cậu ấy bị ốm và rời đội, những người khác đã thay thế, nhưng McTominay cũng như mọi người phải chiến đấu cho vị trí của mình. Tất nhiên nó sẽ giúp ích cho McTominay nếu như cậu ấy đóng góp trong trận đấu với Brentford. Scott McTominay là sản phẩm của lò đào tạo Carrington của MU. Anh gia nhập MU kể từ năm 2002, từ đó McTominay có 215 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford. Anh cũng góp mặt trong đợt chung kết Carabao Cup mà MU thắng Newcastle 2-0 trên sân Wembley mùa trước. Ten Hag khẳng định McTominay có tinh thần và dòng máu quỷ đỏ trong người. Ông Ten Hag của MU nhận xét, Scott McTominay là Manchester United trong mọi thứ và trong trái tim cậu ấy. Vì vậy cậu ấy đang chơi vì logo của đội bóng, cậu ấy cống hiến hết mình và khi bạn vào sân và cống hiến điều này cho đội, nó nói lên rất nhiều điều. Bây giờ, MU cùng với các câu lạc bộ khác sẽ tạm nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần để nhường sân chơi cho tuyển quốc gia. Sau đó, đoàn quân của Erik Ten Hag sẽ có chuyến làm khách gặp Sheffield ngày 21 tháng 10 tại vòng 9 Premier League. MU đưa Take Fusakubo vào tầm ngắm. Theo Fichajes, Take Fusakubo trở thành mục tiêu mới nhất của MU trên thị trường chuyển nhượng. Quỷ đỏ thậm chí đã tới xem cầu thủ này thi đấu. Man đỏ đang lên kế hoạch nâng cấp hàng công trong hai kỳ chuyển nhượng trong năm 2024. Đó cũng là điều dễ hiểu khi chơi thời điểm hiện tại, Jadon Sancho bị loại bỏ do mâu thuẫn cá nhân với Erik Ten Hag. Antony cũng đang vướng vào nghi án hành hung bạn gái cũ. Đấy là chưa kể Martial chỉ đem lại sự thất vọng, còn Magra Sport đã không còn là chính mình. Man đỏ đã đưa một vài ngôi sao vào tầm ngắm. Theo Fichajes, Take Fusakubo trở thành mục tiêu mới nhất của MU trên thị trường chuyển nhượng. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, tuyển trạch viên của MU thậm chí đã tự dự khán trận đấu có sự góp mặt của Kubo. Kubo tiến bộ vượt bậc kể từ đầu mùa giải trước trong màu áo của Sociedad. Hiện anh có 5 bàn thắng tại La Liga cùng với ảnh hưởng lớn lên lối chơi của đội bóng xứ Basque.
Kubo là mẫu cầu thủ chạy cánh có tốc độ và khả năng dứt điểm tốt. Anh được cho là có thể tỏa sáng ở ngoài hàng Anh. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng Kubo sẽ không dễ dàng khi Real Madrid được nhận 50% giá trị của cầu thủ 22 tuổi người Nhật. MU có thể sẽ phải chi ít nhất 60 triệu cho thương vụ này. Ngoài Kubo, MU cũng được đồn đoán quan tâm Mitoma, một ngôi sao người Nhật Bản khác đang chơi cho Brighton. Tuy nhiên, mức phí để chiêu mộ Mitoma cũng không rẻ chút nào. Brighton được cho muốn 80 triệu cho ngôi sao của mình. Harry Maguire, mùa giải giờ mới bắt đầu. Trung vệ Harry Maguire tin rằng mùa giải của MU giờ mới bắt đầu sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Brentford vào chiều thứ Bảy. Đội bóng của Erik ten Hag đã phải đối mặt với nguy cơ nhận thất bại thứ 3 liên tiếp cho đến khi cú đúp ở phút bù giờ của Scott McTominay giúp họ lật ngược tình thế và giành trọn 3 điểm. Các kết quả khác vào cuối tuần cũng khá thuận lợi cho MU. Họ hiện chỉ kém Liver ở phút thứ 4 5 điểm và kém đội đầu bảng Tottenham Hotspur 8 điểm. Maguire chia sẻ quan điểm với Ten Hag khi cho rằng toàn đội cần phải tiếp tục cố gắng và quên đi những gì đã trải qua ở 2 tháng mở màn khó khăn. Đó là một chiến thắng thực sự quan trọng, Maguire nói với Sky Sports. Dù rằng giai đoạn đầu mùa là giai đoạn khó khăn với chúng tôi chưa đạt được kết quả mà chính mình đề ra. Như tôi đã nói, tôi nghĩ bây giờ mùa giải mới bắt đầu. Đây là một bước ngoặt đối với tất cả chúng tôi, với tư cách cá nhân và câu lạc bộ, chúng tôi sẽ phải bắt đầu từ đây. Maguire có trận đấu đầu tiên trong mùa giải Premier League trước Bầy Ong, đá cặp với Jonny Evans cho vị trí trung vệ sau khi Varane bỏ lỡ trận đấu vì chấn thương. Số 5 của Quỷ Đỏ đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ 2 của McTominay, hỗ trợ cho tuyển thủ Scotland đánh đầu ghi bàn. Tỏ rõ một thái độ chuyên nghiệp, Maguire tuyên bố rằng anh sẽ luôn có mặt bất cứ khi nào đội cần. Anh nói là tôi luôn sẵn sàng thi đấu, tôi luôn chăm chỉ tập luyện và giữ hình thể mỗi ngày và tôi rất vui vì đã góp phần vào chiến thắng. Trước mắt, Maguire sẽ tập trung vào nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Anh cho các trận đấu sắp tới với Australia và Italia.